Thưa quý vị khán giả, trong ngày hôm nay các trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng bảng giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 đã được diễn ra. Ở trận đấu sớm nhất, đội sinh viên Nhật Bản có cuộc so tài với đội tuyển trẻ Thái Lan. Và cũng giống như ở hai trận đấu trước, thì các cô gái của đội sinh viên Nhật Bản vẫn thể hiện một phong độ vượt trội hơn so với đối thủ. Đã chắc chắn giành quyền vào vòng bán kết, chính vì vậy đội sinh viên Nhật Bản không tung ra đội hình mạnh nhất. Tận dụng cơ hội này, đội tuyển trẻ Thái Lan chủ động tấn công nhanh. Tuy nhiên đội bóng áo trắng vẫn không thể tạo nên bất ngờ và chấp nhận thất bại với tỷ số 17-25 ngay ở set đấu đầu tiên. Bước sang set 2, huấn luyện viên Fuji Masahiro bên phía sinh viên Nhật Bản đã tung ra đội hình mạnh nhất và khiến cho đội tuyển trẻ Thái Lan không có nhiều cơ hội và phải nhận thất bại với tỷ số 6-25. Set đấu thứ 3 tiếp tục là thế trận một chiều, nghiêng về phía các cô gái của đội sinh viên Nhật Bản. Dù đã rất nỗ lực, nhưng đội tuyển trẻ Thái Lan vẫn phải chấp nhận thua cuộc với tỷ số 10-25. Với chiến thắng thuyết phục sau 3 set, thầy trò huấn luyện viên Fuji Masahiro giành quyền vào vòng bán kết với 3 trận toàn thắng. Tôi cảm thấy tất cả các đội bóng đều đã rất nỗ lực và chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết mình để giành chiến thắng ở trận đấu tiếp theo. Ở trận đấu thứ hai trong ngày hôm nay, đội tuyển trẻ Việt Nam dù rất nỗ lực thế nhưng cũng không thể làm nên bất ngờ trước một đối thủ được đánh giá rất cao là đội tuyển Indonesia. Set đấu đầu tiên, đội tuyển Indonesia nhanh chóng vươn lên dẫn trước với khoảng cách rất lớn trước các vận động viên của đội tuyển trẻ Việt Nam và nhanh chóng kết thúc set đấu này với tỷ số 25-12. Set đấu thứ hai vẫn diễn ra với kịch bản tương tự. Việc mắc nhiều lỗi trong bát bước 1 khiến tuyển trẻ Việt Nam liên tục mất điểm và không thể triển khai được các pha tấn công một cách mạch lạc. Đội tuyển Indonesia dễ dàng khép lại set đấu này với tỷ số 25-12. Mặc dù vậy, set đấu thứ 3 lại chứng kiến sự thay đổi bất ngờ từ phía tuyển trẻ Việt Nam. Khi các cô gái của chúng ta thi đấu đầy tập trung và quyết tâm, tuyển trẻ Việt Nam tấn công rất linh hoạt để duy trì thế dẫn điểm từ đầu và xuất sắc giành chiến thắng ở set đấu này với điểm số 25-21. Sau thất bại bất ngờ ở set đấu thứ 3, đội tuyển Indonesia đã thi đấu ổn định hơn ở set đấu thứ 4, qua đó liên tục tạo ra thế dẫn điểm trước đội tuyển trẻ Việt Nam trước khi giành chiến thắng với điểm số 25-14 trong set đấu này. Chung cuộc, đội tuyển Indonesia giành thắng lợi 3-1 trước đội tuyển trẻ Việt Nam và giành quyền vào bán kết với tư cách đội nhì bảng B. Tuyển trẻ Việt Nam xếp ở vị trí thứ 3 tại bảng B và sẽ tham gia vào trận đấu xếp hạng với tuyển trẻ Thái Lan và Đại học Thể thao Bắc Kinh của Trung Quốc. Đối thủ nay là rất là mạnh, tại vì họ là nguyên cả một đội tuyển lớn của họ, nên là họ kinh nghiệm hơn bọn em rất là nhiều. Thưa quý vị, với mỗi vận động viên, với mỗi một đội bóng, một câu lạc bộ ở bất cứ một lĩnh vực thể thao nào, khi ra thi đấu bên cạnh mục tiêu chiến thắng thì chắc chắn đều hướng tới một mục tiêu khác, đó chính là giành được nhiều tình cảm, nhiều sự yêu thương từ khán giả, từ những cổ động viên. Và tại giải bóng chuyền VTV Cup năm nay thì Suwon Hàn Quốc là một trong những đội bóng đã làm được điều đó khi họ đã có thêm được cho mình rất nhiều những khán giả mới. Suwon Fighting, Suwon Fighting có nghĩa là Suwon cố lên, Suwon cố lên. Đây là nhóm cổ động viên đặc biệt gây ấn tượng mạnh trong trận đấu giữa câu lạc bộ Suwon Hàn Quốc và đội Đại học Thể thao Bắc Kinh. Những cổ động viên này mang theo cờ Hàn Quốc và cổ vũ bằng tiếng Hàn Quốc, nhưng tất cả đều là cổ động viên Việt Nam, những người có chung niềm đam mê với văn hóa và con người Hàn Quốc. Hàn Quốc thì là một cái đất nước mà họ rất là yêu thể thao. Thứ hai là cái con người của họ, họ rất là thân thiện. Đấy, họ rất là cởi mở. Đấy. Cái cuộc sống của họ cũng rất là thoải mái, dễ chịu. Trong nhóm cổ động viên này, có rất nhiều bạn sắp tới sẽ là du học sinh của trường Đại học Suwon Hàn Quốc. Việc được theo dõi và cổ vũ cho đội bóng đến từ nơi đây sẽ mang đến nhiều trải nghiệm hữu ích cho hành trình sắp tới tại Hàn Quốc. Em mong muốn có thể học được văn hóa cũng như là học được những nét đặc biệt con người của Hàn Quốc để có cho mình kiến thức cơ bản để sang bên Hàn Quốc để giảng hòa nhập với môi trường như đấy. Em cảm thấy tự tin hơn đối với khi giao tiếp với mọi người và cái tinh thần học hỏi của em cũng được nâng cao hơn và kiến thức của em với xã hội cũng được mở rộng hơn. Trải qua năm set căng thẳng với một chiến thắng nhiều cảm xúc, các cô gái Suwon tiến lại cúi đầu cảm ơn các cổ động viên đã luôn đứng về phía mình trong suốt trận đấu. Dù trước VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017, tất cả đều chưa biết đến nhau. Chúng tôi đã chơi bùng nổ dưới sự cổ vũ của các khán giả Việt Nam. Ở Suwon, chưa bao giờ chúng tôi được cảm nhận bầu không khí sôi động như thế này. Suwon là một thành phố rất đẹp. Nếu có cơ hội, chúng tôi rất muốn mời các bạn đến với Suwon một lần để cùng cảm nhận về vẻ đẹp của thành phố chúng tôi.
Một buổi tối đáng nhớ với cả đội bóng Suwon và các cổ động viên Việt Nam. Sau trận đấu này, hình ảnh về một đất nước Việt Nam thân thiện với những con người mến khách có lẽ sẽ còn đọng lại rất lâu với những vị khách đến từ Hàn Quốc. Ở mỗi một đội bóng chuyền thì luôn có một vị trí đặc biệt khác hẳn với những vị trí khác. Không biết chị Ngọc Anh có đoán ra được vị trí này là vị trí nào hay không ạ? Theo tôi nghĩ thì đó có phải là vị trí libero không ạ? Bởi vì họ luôn xuất hiện trên sân với một màu áo rất là riêng biệt, nó khác với những đồng đội khác ở trên sân. Vâng, không chỉ có sự khác biệt về mặt màu áo đâu ạ, mà còn có một điều khác biệt nữa, đó chính là nhiệm vụ của họ. Mặc dù có thể họ chẳng bao giờ ghi điểm, nhưng mà cái vị trí libero thì luôn là một vị trí không thể thiếu trong thành bại của mỗi đội bóng trong một trận đấu. Và bên cạnh việc giữ lửa, bên cạnh việc có thể tiếp lửa cho các cầu thủ thì vị trí libero cũng là một vị trí vô cùng đặc biệt. Và trong bản tin 360 độ thể thao cùng Nhật thể thao ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị khán giả một vị trí libero đặc biệt như vậy ở trong đội tuyển nữ trẻ Việt Nam. Tên là Nguyễn Khánh Đan và libero của đội tuyển trẻ Việt Nam. Đang rất là năng nổ ạ. Nói chung đang đóng góp tinh thần rất tốt cho đội ạ. Em Khánh Đan thì rất là tinh thần em rất là tốt ạ và rất là hoạt náo trong sân. Nên là em khi mà đứng hàng sau bước một cùng em thì em rất là cảm thấy rất tự tin. Đang thì rất là vui tính và trẻ con ạ. Em rất chịu khó lăn xả, mặc dù là không tới bóng em vẫn ngã để lấy tinh thần cho mọi người. Em gào thét nhiều thế thì em có bị cảm tiếng không? Dạ cũng có nhưng mà về thì dưỡng lại không sao. Thế sao em phải gào thét nhiều thế hả em? Dạ là như vậy cho nâng tinh thần đồng đội lên với lại cho em giảm bớt tâm lý của mình. Đấy có phải là một trong những cái nhiệm vụ của em ở trong sân không? Dạ đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của em là phải nâng tinh thần đồng đội của mình lên. Thưa quý vị khán giả, ở trận đấu cuối cùng của bảng A giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 vừa mới kết thúc thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có được chiến thắng trước đội Suwon Hàn Quốc. Đây là hai đội đều đã giành quyền đi tiếp vào vòng bán kết, do đó trận đấu này chỉ mang tính chất thủ tục để xác định xem đội bóng nào dẫn đầu tại bảng A. Đội tuyển Việt Nam với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả tại nhà thi đấu tỉnh Hải Dương đã nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra cách biệt về điểm số trước các cô gái Suwon Hàn Quốc. Hàng chắn có chiều cao rất tốt của chúng ta đã thi đấu rất tập trung và khiến các chủ công của đội bạn không thể tung ra những pha tấn công hiệu quả. Trong khi đó, những pha xử lý kinh nghiệm của Ngọc Hoa hay khả năng đập bóng uy lực của Trần Thị Thanh Thúy đã giúp đội tuyển Việt Nam liên tiếp ghi điểm và sớm khép lại set đấu đầu tiên với chiến thắng 25-13. Sức mạnh vượt trội của đội tuyển Việt Nam tiếp tục được duy trì trong set 2 khi các cô gái áo vàng càng chơi càng hay. Lối đánh đa dạng và đầy tốc độ khiến đội bạn hoàn toàn không tìm ra được cách khắc phục. Khi đã có khoảng cách điểm an toàn, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ chủ động rút các trụ cột như Linh Chi, Kim Huệ ra sân để tạo điều kiện cho các cầu thủ như Kim Liên hay Bùi Thị Nga được thi đấu. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì được thế trận áp đảo và giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 25-7. Set đấu thứ 3 chứng kiến những nỗ lực đáng khen của các cô gái đội Suwon Hàn Quốc. Tận dụng những khoảnh khắc thiếu tập trung và khá nhiều lỗi phát bóng hỏng của đội tuyển Việt Nam, đội bạn đã tạo ra thế trận cân bằng. Tuy nhiên, trong thời điểm quyết định, đội tuyển Việt Nam vẫn tỏ ra bản lĩnh hơn để vượt lên giành chiến thắng với tỷ số 25-23. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam thắng Suwon Hàn Quốc với tỷ số 3-0 để giành vị trí nhất bảng A và sẽ gặp đội tuyển Indonesia tại vòng bán kết. Tất nhiên là mục tiêu của tụi em là chiếc cúp vô địch, thứ hạng cao nhất của giải.